ơi, thế hôm nay nhiều càng hay rồi. Rồi giờ đó. Rồi. Đánh bóng mà còn đi họp này. Chết. Kinh thế Cường nhí đánh giờ này kinh thế à. Con này đỡ chỉnh lắm. Banh thấy gì vậy? Quan năm mai. Năm mai. Lại còn sẵn cái la để à đây. Ôi, ôi hay thế nhỉ. Vậy. Tôi đỡ y chang không đỡ hôm qua đi. Kinh thế Cường nhí đánh kinh thế. Ôi trời ơi, bốc luôn à. Kinh thế. Rồi.
Ôi cho thế. Dạ đánh ghê hả? Không. Hả? Dạ đánh ghê. Phí phí luôn mà đánh hết tay chứ không biết, nhưng mà cỡ đó thì cũng không biết. Trẻ mà cỡ đó đánh và cỡ đó là cũng chết với anh. Nếu mà nó hay nữa thì anh không biết. Nếu mà đánh cỡ như bữa đó đánh thì cũng không gì. Không, còn đánh hết tay không? Con chùa anh vàng hết á, vàng hết đâu. Trời ơi, ba mua vàng hết, vàng hết á. Vàng hết á, 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 hai chị 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 hai Tuấn Anh với Hùng Mạnh cũng mà bữa đó gần hết giờ rồi, anh đã hết hơi rồi. Á, cặp với anh. Anh đánh thua con thua. Đánh lưới còn thua mà chưa lên, nó rủ ra bữa mà. Đúng rồi, hai đèo, không ơi. Có cổ hai kia chứ chắc mày. Tụi mình cài cầu rồi, xong cuối cùng nó không giết ta, nó chứ mình lên. Tụi mình quay về đâu kịp, đập đâu, đâu kịp. Ê! Ủa trời, hay vậy, hay vậy, hay vậy. Phải chứ chết, còn tốt luôn á. Có phải sao, không xa thì... Ủa trời, không có cái nào đấy nó xem cả TikTok và YouTube mà một bốn thầu đó anh có bài anh đưa đi quả trái kinh
Spin sẽ thắng liền. Không Spin. Không chịu anh nha. Không tham. Spin gục nó đỡ. Chịu ba anh. Thank you.
cái gì? Nó quá. Nó hiểu quá. Hai đẹp. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.